Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn một cái mẫu máy tính văn phòng. Đúng ra con này trên thị trường thì nó là cái model cũ đã sử dụng cũng khá là lâu rồi. Với giá bán hiện tại của những cái cửa hàng người ta đang bán cũ, nó ở mức khoảng dưới 10 triệu đồng. Đây là một cái mức đầu tư rất hợp lý cho các bạn thích những cái mẫu máy mà ở đây có sự nổi bật và hầm hố. Chắc các bạn cũng chả xa lạ gì cái thương hiệu Dell Alienware. Nhìn một cái máy của nó thì đậm chất gaming, có nghĩa là những cái sở hữu từ thiết kế bên ngoài đến những cái nội thất bên trong nó đều rất là hầm hố và đều là rất là khủng. Khủng ở đây là mình đang nói là cái thời điểm ra mắt. Còn đúng ra với một cái máy được trang bị cấu hình như này trên thị trường thì nó hoàn toàn bình thường. Có một cái điều bên ngoài đó là kiểu dáng của nó là chắc là chúng ta nhìn, đối với những cái bạn mà thích những cái sự nổi bật, thích những sự hầm hố thì chúng ta sẽ không chê được vào đâu. Đó là kiểu dáng của những chiếc máy laptop Dell Alienware như này. Đây là cái form màn hình 14 inch và chiếc máy này lần đầu tiên là ra mắt năm 2013 và được bán ra năm 2014. Ở cái thời điểm ra mắt thì những chiếc máy này cũng chỉ giá hàng 1.500 đô, cũng phải là một cái giá tiền rẻ ở cái thời điểm hiện tại. Còn nếu mà so dùng chừng năm bây giờ thì nó khấu hao gần như là hết rồi. Còn các bạn mà chưa có điều kiện sở hữu những cái máy đặc biệt thì chúng ta sử dụng cái máy như này hoàn toàn là ok. Đây mình giới thiệu tất cả cái tổng thể bên ngoài của chiếc máy. Mời tất cả các bạn nhìn lại cái thiết kế Dell Alienware 14. Mình thì cái đặc điểm mình thích nhất đó là hai cái hốc thiết kế kiểu dạng đậm chất siêu xe. Và cái màn hình thì nghe nó làm mát như này rất là khỏe. Và đặc biệt cái bàn phím của dòng Alienware thì sẽ đổi màu theo cái tùy ý và chữ Alienware sáng ở giữa màn hình rất là đẹp. Tất cả những cái đèn này, đèn bàn phím hoặc là đèn touchpad thì chúng ta đều đổi theo cái sở thích được, kể cả hai cái hốc đèn này. Mình sẽ gập lại cho anh em. Đúng ra gập lại như này thì cái máy này nó cũng không phải là quá dày. Và đằng sau thì Alienware nó làm cho cái viền như này, cảm giác như là hai cái tay lâng cái một cái đầu. Đây là cái đầu của người ngoài hành tinh. Trên cái dòng Alienware hiện nay, kể cả những form mới năm 2018 thì đều có cái logo như này. Mặc dù là dòng máy nhỏ nhưng được trang bị cũng khá là đầy đủ các cổng, chẳng hạn như là cổng Vega này, HDMI này, mini port USB, cổng phone và cổng mic, đầu độc thẻ. Bên này thì vẫn thêm hai cổng USB và cổng LAN. Còn anh em để ý đây là cái đầu đọc đĩa DVD này. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cấu hình của em này. Chiếc máy này nó còn gọi là Alienware 14XR2. Các bạn có thể thấy nó mà trên máy thì đang được trang bị vi xử lý Core i5-3230M. Lưu ý dòng này có khả năng nâng cấp lên i7, nhưng mà i7 thế hệ thứ 3. Chip cao nhất trên chiếc máy này thì các bạn nâng cho con khoảng 3630QM chạy trên chiếc máy này là ok. RAM thì đang để trên chiếc máy này là 4GB. Nhưng thực sự một cái máy game mà để chơi làm đồ họa thì anh em nâng tối thiểu nhất lên RAM 8GB chơi là ngon nhất. Máy đang sử dụng bản Windows 7 Home này, 64 bit. Màn hình của em này nó còn gọi là HD cộng 1600x900. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lốt cái ổ cứng và cái cặng màn hình bên trong. Trên chiếc máy này thì anh em có thể nhìn thấy nó sử dụng hai cái cặng màn hình, một cái cạc GNFX 4000 và cái cạc GT650. 650 thì với dung lượng con này là 2GB GDDR5, chính vì thế nó hỗ trợ chúng ta chơi game và làm đồ họa khá là ok. Đây mình sẽ kiểm tra cái dung lượng cạc cho anh em. Anh em có thể thấy là sử dụng 2GB bộ nhớ GDDR5, nó sẽ hỗ trợ chúng ta chơi game và làm đồ họa khá là ok. Em này thì hay, mặc dù rất là nhỏ nhưng mà vẫn được trang bị hai cái ổ cứng anh em nhé. Một chiếc ổ cứng Samsung SSD PM830 M-SATA và bên dưới là cái ổ cứng 500GB. Bên dưới đó là cái ổ cứng HDD anh em nhé, với dung lượng 500GB. Một cái ổ cứng SSD và một cái ổ cứng HD, nó sẽ khá là đầy đủ chúng ta lưu trữ dữ liệu. Nếu buổi tối chúng ta tắt đèn đi thì riêng một cái LED đèn nổi bật của dòng Alienware thì không chê vào đâu được. Anh em có thể nhìn cái bàn phím của nó này, hai cái hốc đèn này này, nhìn thật là tuyệt vời. Phím của dòng Alienware 14 thì rất tiếc là không có được trang bị cái bàn phím phụ. Thực sự mà anh em muốn trải nghiệm những cái game hoặc là chơi làm đồ họa chuyên nghiệp thì chúng ta cắm thêm một cái bàn phím ngoài sẽ dùng rất là ok. Còn bàn phím trên máy thì anh em có thể thấy nó trang bị rất là nhiều màu LED, chúng ta sẽ chỉnh tùy ý. Có cái phần mềm mình cài trên cái phiên bản này nó còn gọi là Command Center. Anh em sẽ chỉnh tất cả những cái màu phím hoặc tất cả những cái LED trên này đều điều chỉnh được. Nói chung đây là cái đặc điểm rất là nổi bật trên các dòng Alienware. Màn hình của dòng Alienware 14 thì nó được trang bị một cái tấm kính ở bên ngoài. Kính như này thì đúng ra thì nhìn nó cũng rất là đẹp và nó bảo vệ mắt chúng ta. Nhưng mà cái ngược điểm của nó khi có ánh sáng ngược vào thì nó nhìn có thể bóng hình trong này. Nếu mà anh em không để ý mà màn hình tối nó cứ nhìn thấy chúng ta bên trong cũng tạo cảm giác rất là khó chịu. Nhưng khi chúng ta sử dụng làm việc thì bật lên màn lên thì hoàn toàn ok. Còn khi tối thì chúng ta có thể dùng để soi gương khá là tốt. Tóm lại
tổng quan cuối cùng với một chiếc máy cấu hình như này trên thị trường thì không có cái gì đặc biệt cả. Đặc biệt ở đây đó là cái kiểu dáng hầm hố và những cái thiết kế LED đèn, nói chung là bắt mắt, không có một cái máy nào cái tầm tiền mà 10 triệu nếu mà thực sự mà được một cái cấu hình bên ngoài như này. Thương hiệu Alienware thì nó là một cái thương hiệu dành riêng cho chúng ta, những cái tín đồ chúng ta chơi game và làm đồ họa. Và những cái chi tiết trên chiếc máy này thì nó hoàn toàn là nổi bật. Trang bị một cấu hình i5 i7 thế hệ thứ 3 và cả màn hình 2GB có ổ cứng SD và ổ cứng HDD để chúng ta lưu trữ dữ liệu. Thì một chiếc máy này có thể làm đồ họa tầm trung, chơi những tựa game online thì nó đúng ra kể cả LOL hoặc là đột kích, chúng ta có thể chỉnh được chế độ cao nhất chơi trên chiếc máy này cũng hoàn toàn là thoải mái. Còn giá bán chung chung trên thị trường mà mình cũng kiểm tra trên một số trang mạng, một cái máy cấu hình cũ này nó cũng khoảng tầm 9 đến 10 triệu. Còn là i7 thì nó cũng khoảng 12 đến 13 triệu cho một cái cấu hình có SD như này. Đây là một cái thông số chúng ta tham khảo. Nhưng điểm của em này thì nó đúng ra đó là cái thời lượng pin. Nếu mà cái máy màn hình 14 mà pin chỉ được hơn 2 tiếng thì hơi ít. Nhưng đối với các bạn chơi game thì thực sự một cái máy cấu hình khỏe thì nó sẽ pin nó sẽ không được tốt. Còn cái nhược điểm thứ hai mình cũng phải nhắc anh em đó là cái viền trên của nó được trang bị một cái lớp cao su này. Nếu chúng ta mà không giữ gìn mà làm xước nó rất là xấu. Nếu mà các bạn có mua cái máy này theo như mình thì các bạn cứ bọc lại ni lông, có nghĩa là ni lông trong bình thường thôi, nó sẽ đẹp cái máy của các bạn hơn. Còn chương trình giới thiệu sản phẩm của mình đến đây kết thúc. Anh em có những cái sản phẩm hay là có những cái câu hỏi hay là cần đánh giá những sản phẩm gì mà không biết, cứ vui lòng comment ở bên dưới. Mình sẽ làm những cái video ngắn như này trả lời cho anh em vừa dễ hiểu mà cũng vừa thân thuộc cho các bạn. Chương trình của mình đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn.